Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh tacha3.com. Và hôm nay mình có nhận được một cái bưu phẩm Minh Tiki gửi cho mình. Đây là cái bưu phẩm vì cũng là bất ngờ luôn. Tại sao không? Nó dán quá là nhiều niêm phong luôn. Thì mình đặt có những cái sản phẩm trong cái đơn hàng này cũng khá là nhiều. Nên đây, một cái niêm phong, hai cái niêm phong, ba niêm phong. Đâu còn đây nữa, 4 năm. Dường như là quý giá lắm nha, mới niêm phong vậy chứ bình thường không được niêm phong vậy đâu. Bây giờ mình cũng sẽ cùng các bạn mở cái hộp này ra xem bên trong là gì nha. Vậy chú ý hàng dễ dở. Mấy cái hàng mà thường thường có dán tem dễ dở này của Tiki á là được nâng niu khá là nhiều. Do bên trong là những cái sản phẩm thường thường nó hơi giá trị nên họ hay nâng niu nha. Đây. Biết lắm mà. Cảm giác phê lồi đây. Tan đầy. Còn quá đơn đâu? Không quá đơn luôn. Tiki làm ăn riết là không thèm quá đơn quá bọc gì luôn. Có một cái này nữa, có miếng xốp thôi, không có đơn lọc gì hết bạn ơi. Bỏ ra, cái này là không cần nữa, giờ là tập trung vô đây. Giờ mình sẽ mở này ra luôn. Cảm giác này là phê lồi. Đây à, các bạn biết gì chưa? Thấy là biết rồi đúng không? Tối giản, đơn giản thôi, đó là iPad. Đây. Đây là sản phẩm iPad Wi-Fi 32GB New 2018 hàng chính hãng trên Tiki. Và cái mức giá hiện tại của sản phẩm này là tầm khoảng, nếu mà tính theo là tầm khoảng 7.250.000, mà nếu mà các bạn mua áp mã nó là tầm khoảng 6.900.000, thì cái sản phẩm này là Tiki gửi cho mình để mình bỏ tiền mình ra mình mua thôi, chứ Tiki nào gửi chưa được tặng quà đằng nào luôn, chứ không phải được giống như là các reviewer khác mà được tặng nhiều. Cảm giác bóc siêu của nó như thế nào bây giờ mình sẽ khui thử nha. Ê, lần đầu tiên khi mà được bóc siêu một cái sản phẩm của Apple thì nó sẽ khác hơn. Những mà anh mà làm reviewer á thì mấy anh đó bóc siêu thường xuyên rồi, do những anh đó nổi tiếng. Còn mình thì mình làm review về bên những cái sản phẩm hàng mã giảm giá thôi, nên mình không được tặng những cái máy như mấy anh kia hay là những cái vlogger nổi tiếng thì cũng được tặng, còn mình thì mình không được tặng các bạn. Đây, trên tem thì nó có để là quy cách đóng gói là iPad đây, 32GB màu râu China, sản xuất năm 2019 luôn, và hàng mới 100% nguyên siêu của Apple luôn nha. Công ty phân phối chính thức tức là công ty Đông Dương đây đó, Hà Nội. Tên đây là sản phẩm của mình. Lần đầu tiên mà được bóc siêu cái sản phẩm của Apple thì các bạn biết rồi, cảm giác nó phê rồi. Đây, mở ra nha. Từ từ làm chi mà chặt dữ chứ không biết. Ngoài phần thiết kế hộp á thì nó không có gì hết. Nó có để chứa iPad 6T 32GB Wi-Fi thôi và để những cái thông tin thôi. Còn bên trong để mình coi có gì nha. Gỡ miếng không? Đen. Đây. Nắp. Và đây là nhân vật chính trong cái video này. Thấy mặt mình chưa? Sáng bóng luôn. iPad Wi-Fi 32GB New 2018 hàng chính hãng. Thì trong thì nó sẽ có một cái iPad bỏ qua bên nha, và nó sẽ có một cái này đựng sách hướng dẫn sử dụng, và nó sẽ cho các bạn hai cái sticker, phải không, dễ thương không, hai sticker màu trắng luôn của Apple này, hai quả táo cắn dở, bỏ này vô. Bên trong nữa thì các bạn sẽ được một cái củ sạc của iPad. Và củ sạc này thì mình thấy nó có thông tin là củ sạc, để coi, 0.5A hả, 0.5V, 5.2V, 2.4A. Củ sạc này sạc cái iPad này biết nào đầy trời. Đúng double, keo kiệt thiệt. Và nó có kèm theo cho bạn nữa là một cái sạc cổng cáp Lightning để các bạn có thể sạc được cho cái iPad chúng mình. Chúng ta bên dưới thì chắc không có gì nữa đâu, mình nghĩ là thế thôi, không có gì hết các bạn ơi. Lắc không nghe kêu là biết không có rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này qua một bên nha. Bạn thấy không? Một cái cáp sạc và một cái adapter sạc. Giờ mình sẽ bỏ cái này qua một bên. Vô nhận kẹt kính của mình nha. Đây, mình sẽ bóc siêu nó ra. Cảm giác bóc siêu nào. Sướng quê là lần đầu tiên được bóc siêu một cái sản phẩm của Apple mà chính tay mình bóc siêu luôn mới đọc chứ. Lúc trước á, mua hàng thì thường thường á, là những cái sản phẩm ở siêu thị á, là những cái nhân viên sẽ bóc siêu và hướng dẫn mình sử dụng. Và đây là một cái sản phẩm đầu tiên được bóc siêu luôn.
và cái siêu thị qua bên luôn. Giờ tập trung vào cái sản phẩm ha. Trước tiên là mình sẽ nói về cái sản phẩm iPad này thì được Tiki khuyến mãi rất là sâu trong cái chương trình này. Nếu mà các bạn mua trên Thế Giới Động hay là Điện Máy Xanh á, hay là FPT Shop thì cái giá hiện tại tầm khoảng 9 triệu nhưng mà nó sẽ giảm 500.000, còn khoảng 8.500.000. Nhưng mà khi mà các bạn mua qua những cái chương trình này thì tầm khoảng 6.500.000 thôi thì các bạn đã hỗ trợ được mua được cái sản phẩm này. Còn bây giờ thì mình sẽ mở lên và bắt đầu ít tiếp để review cho các bạn về cái sản phẩm này nha. Đó, vừa mở lên thì các bạn thấy cái gì chưa? Logo quả táo Apple. Thì đây, mình đã quay lại và mình đã khởi động bỏ qua những cái bước căn bản để vào được cái iPad của mình. Và mình sẽ nói về cái thông số kỹ thuật của cái sản phẩm iPad này nha, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái thông số kỹ thuật của nó. Cái sản phẩm nó là sử dụng cái màn hình là LCD 9.7 inch và nó sử dụng hiện tại là iOS 11 và cái chip xử lý của nó là Oppo A10 Fusion. Cái xung nhịp của nó là 234 GHz và bộ nhớ RAM của nó là 2GB, bộ nhớ trong của nó là 32GB và camera sau của nó được trang bị một cái camera 8MP. Camera trước thì nó được trang bị một cái camera 1.20MP. Để các bạn có thể sử dụng gọi FaceTime hay là các bạn có thể sử dụng gọi những cái ứng dụng gọi OTP thấy hình. Cái bộ nhớ khởi dụng của nó tầm khoảng 22GB thôi. Và cái sản phẩm này nó sẽ không có 3G và 4G, nó chỉ sử dụng Wi-Fi thôi nha. Bluetooth có, GPS có. Cổng sạc của nó thì sử dụng cái cổng sạc Lightning để các bạn có thể nạp điện. Sản phẩm này cũng thích hợp luôn với bạn về jack 3.5 để các bạn có thể nghe nhạc hay là đút vô quay phim hay là ghi âm. Cái sản phẩm này đặc biệt của nó là thiết kế bằng kim loại và nó có cảm biến Touch ID ở đây, có nghĩa là cái cảm biến găng tay để các bạn có thể nhập liệu găng tay các bạn vào. Cái chiều dài của nó là 240mm và ngang của nó là 169.5mm. Dày của nó chỉ đạt độ dày khoảng 7.5mm thôi. Và cái trọng lượng của nó hiện tại là 469g. Cái sản phẩm này sử dụng một viên pin bên trong của nó là 8600mAh. Thì cái viên pin này đặt cái hiệu suất của nó là 32.4mW/giờ. Thì các bạn có thể sử dụng để một ngày dài mà các bạn không phải lo về cái sản phẩm này. Trong phần cài đặt thì các bạn có thể nâng cấp lên được iOS 12 luôn, bởi vì cái sản phẩm này là sản xuất dựa trên iOS 11 nhưng mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể nâng cấp lên thì các bạn có thể sử dụng được một cách dễ dàng. Đối với những cái sản phẩm của Apple thì các bạn biết á, là cái thiết kế của nó tối giản và nó sử dụng cái nhôm nên cái độ bền của nó rất là bền, nên các bạn sử dụng những cái iPad thì tầm khoảng vài năm là bình thường, nó phục vụ được cho nhu cầu công việc và học tập. Các bạn nào mà ở bên Mỹ mới ra thì họ ưu tiên cho về sinh viên. Nếu mà sinh viên các bạn mua thì các bạn sẽ rẻ hơn, tầm khoảng 299 đô. Còn nếu mà các bạn mua thường thì tầm khoảng 320 đô cho cái sản phẩm này. Còn khi mà ở về Việt Nam thì cái mức giá mới ra của nó tầm khoảng 10 triệu mấy gì đó. Nhưng bây giờ mình tham khảo Thế Giới Động là tầm khoảng 8.9 triệu, nhưng mà nó giảm còn khoảng 8.5 triệu thôi. Khi mà các bạn mua trên Tiki thì nó sẽ rẻ hơn tầm khoảng 2 triệu hiện tại thôi nha, tầm khoảng 6.5 triệu cho cái sản phẩm này, giá khá là rẻ. Cái sản phẩm này sử dụng con chip Apple A10 Fusion này thì giống như là con chip trên iPhone 7 và 7 Plus, nên các bạn nào sử dụng rồi thì cũng đảm bảo được cái hiệu năng của nó. Màn hình 9.7 inch thì các bạn dễ dàng thao tác và sử dụng được nhiều. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem được là cái sản phẩm này nó hoạt động như thế nào. Thì hiện tại là mình chưa có cài YouTube cho nó nên mình bấm vào đây để mình chạy một cái YouTube tốt cho mình coi. Đây, mình chưa cài YouTube rồi mình vào web mình coi nha. Đây là cái mà đây. Đó, đây cái lo của nó. Mà mình trang bị hai lo. Giá là hôm đó mình mua là nó 99.000. Trên cái sản phẩm này thì phù hợp cho các bạn học tập giải trí. Sản phẩm này cũng được trang bị luôn một cái phần mềm chỉnh sửa video đó là iMovie. Thì các bạn nào sử dụng những cái sản phẩm iPad hay là iPhone để chỉnh sửa video up lên YouTube thì cái phần mềm sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn. Sản phẩm này thì nó cũng có nhiều cái thiết kế tối giản để các bạn có thể dễ dàng bỏ vào ba lô túi sách. Thì mình cũng sẽ mua những cái phụ kiện phù hợp với sản phẩm này, giống như là bàn phím hay là bao da gì đó để kết hợp để review cụ thể với bạn về sản phẩm này. Còn về hiệu năng thì mình sẽ tạo qua tài khoản giống như là mình học tập cách sử dụng cái sản phẩm này và mình sẽ test một trong những cái video sau để các bạn xem và sử dụng cái sản phẩm này cũng giống như là hiệu năng như thế nào, mình sẽ review cụ thể cho các bạn. Còn bây giờ mình sẽ test trước camera để các bạn xem nha. Camera sau đây và camera trước. Mình sẽ vào phần cài đặt cho các bạn xem. Cài đặt thì nó có nhiều cái. Trung tâm kiểm soát. Này,
cài đặt nó có tab ID, quyền riêng tư, tạo mật khẩu, bản đồ là nha, mọc gần luôn. Thì mình hồi đó giờ mình cũng chưa được sử dụng iPad nên mình có chưa có hiểu nhiều về cái cách sử dụng của iPad và cách sử dụng hoạt động của nó như thế nào. Thì mình sẽ sử dụng và mình sẽ chia sẻ các bạn trong video sau cái hiệu năng của cái sản phẩm này như thế nào. Thì mình sẽ có những cái video riêng để review cho các bạn. Thì nếu mà các bạn nào quan tâm đến sản phẩm này thì hiện tại á, các bạn mua tới cái rộng á, thì tầm khoảng 8.9 mà giảm 500, còn bằng 8.5 triệu, còn mà mua ở Tiki á, thì tầm khoảng chỉ 6.5 triệu thôi, giá rẻ hơn tầm khoảng 2 triệu, ngu gì không mua đúng không? Quá đẹp cho cái sản phẩm này, quá rẻ đối với một cái sản phẩm Apple luôn. Nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì có thể bấm vào phần mô tả video hoặc là ghi bình luận mình để dưới, các bạn bấm vào mua nha. Còn về những cái video hiệu năng hay là test thì mình sẽ có một video sau. Còn bây giờ thì mình phải phê với con này tối đi nó thôi, bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.